Con thỏ chết rồi. Tại sao lại có máu? Mày biết vậy là tốt đấy. Cảm ơn vì đã cho tao ăn bánh kem và thịt thỏ nhé. Ok, hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với mình là Saki. Thì hôm nay là mình sẽ chơi tiếp Minecraft ông nội kể chuyện. Thì đây là một thành phố mà do ông nội mình hiện đang cai quản. Ui, ghê vậy. Chỗ này ghê quá. Rồi, ông nội mình đâu rồi, như ông nội mình chỗ này nè. À, đây rồi, ông nội mình trước này, à, đây rồi, à, ông nội nè. Ê, gì đây? Trời lạnh quá. Bây giờ mà có một cái hot dog nóng thì hay biết mấy. Ok, bây giờ là mình sẽ cho ông nội mình ăn ha. Rồi đây là Jacky Natsumi. Thì mình xin giới thiệu các bạn luôn, đây chính là ông chú của mình. Thì hiện đang là một trong một ngôi làng này. Thì ông mình, chú của mình thì đang bán kim cương, hột xoàn, đá quý rất là nhiều, phải không? Rất là nhiều món đá quý đây luôn. Để xem lại thấy giống nhau vậy. Bà thấy tụi mình giống nhau không? Đó. Thì ông chú của mình cũng có style ăn mặc cũng khá là giống mình đúng không? Rồi để xem. Chào con, nếu lâu lắm rồi chú mới gặp được con nha. Cha, dạo này cũng lớn nhỉ? À, đúng rồi chú, như là mình cũng khoảng là chục năm rồi mới gặp ông chú á. Rồi gì đây? Thôi rồi, hai ông cháu đi chơi đi, rồi cái dần gì cứu nhé. Ok, rồi bây giờ là mình sẽ mua một chút đồ ăn trong nội. Thì đây, đó, cả một khu làng này đều là do ông nội mình cai quản hết. Thì lúc ông nội mình đi thì cũng có người ở lại canh gác giúp, đó chính là ông chú của mình. Thì cái tiệm hot dog ở đâu rồi ta? Mình nhớ là ngày xưa mình không nhớ lắm, mình nói mình nhỏ lắm rồi. Ở đây có chợ nè, bán rau củ quả gì nè. Đây nè, đây chính là tiệm bán hot dog nè bạn. Được rồi, bây giờ là mình sẽ mua hot dog ở đây. Để coi, horn gì đây? Shit, tôi phải giải danh làm Enderman để buôn bán ở đây cho dễ. Cậu đừng nói với ai nhé, tôi sẽ giảm giá hot dog này 50% cho cậu. Ok, ok, con chim. Thì ra thằng này là con người bà ơi, nó chỉ là giả làm Enderman thôi. Ok cũng được. 10 đô thì một hot dog, nhưng mà nó giảm giá cho mình là 5 đô nè. Ngon chim, mua hai cái nào. Được giảm giá rồi, ok. Cảm ơn cậu đã bán đồ cho tôi nha. Hot dog giảm giá 50% là ngon chim. Thằng hâu là sao này giống nhau vậy? Thằng này là horn, thằng này là hầu. Ok, gì đây? Tôi là anh sinh đôi với thằng bán hot dog đằng kia. Chúng tôi phải giả làm Enderman để đến vùng đất này kiếm sống. Mong cậu giữ bí mật giúp tôi nhé. Vậy đây là hai anh sinh đôi là cùng đến cái khu này để kiếm sống. Là bạn này là chắc là thằng em thì bán hot dog, thằng anh thì bán trái cây các thứ này, nhìn cũng ngon phết. Để mình xem. Con nhà này có vẻ lạ như gì đây? Đền phong ấn tà ma. Tại sao lại có một cái đền phong ấn tà ma ở đây? Ông nội mình làm nghề này à? Để nhiều giờ coi. Ui, cha xứ Enderman gì đây? Tôi thuộc biệt đội giải trừ tà ma. Phải khó khăn lắm mới bắt được ba con này. Hả? Còn rất nhiều đội phải giải trừ tà ma giống tôi. Nếu được cậu cũng nên gặp họ để khám phá nhiều hơn. Đây à. Ui, nó có lửa nè. What the hell, tại sao nó có lửa ở đây? Ui, nóng quá. Ok, đây là cái nơi để giải trừ tà ma này ơi. Tất cả những cái kiếm ở đây đều chuyển cửa xuống à. Chắc này là cái bùa phong ấn các bạn nè. Toàn là bùa không bạn? Rất là nhiều lá bùa nha. Gì đây? Ui, ai không quen nha bạn. Trời ơi, nụ cười ấy, không lẽ nào nụ cười này chính là Jack the Killer. Đã bị phong ấn, số nạn nhân 457. Ui, Zep the Killer đang bị phong ấn này bơi. Chết rồi, vẫn còn cười rồi. Ghê quá. Ui, vậy là bắt được ai đây? Ui, ông cũng quen rồi, như đây. Jason, kẻ sát nhân. Bên cạnh là lưỡi cưa đã giết đi 1000 nạn nhân. Trời ơi, ghê vậy. Hai bên đều là hai sát thủ rồi, nhìn nè. Ôi má ơi, một cái lưỡi cưa nè. Ôi, chết vẫn có đeo mặt nạ, ghê quá vậy. Vậy hả? Ở trên giữa là ai đây? Ủa? Một con búp bê à? Con búp bê này nó có gì hay ho? Nó là phải là người đâu? Tại sao lại vào chung với lại biệt đội tà ma đây? Gì đây? Annabelle. Xin đừng lấy con búp bê ra khỏi lòng. Hó? Tại sao Annabelle là một con búp bê mà phải đi giải trừ tà ma ta? Tại sao vậy? Liệu nó có cái gì đằng sau cái câu chuyện của con búp bê này không? Một cái búp bê này mình không hiểu lắm. Chỉ là một búp bê vô hại thôi mà. Nhưng mà tại sao mình lại cảm thấy cái gì đó rồi? Ui, ui, bả gì bạn? Hình như nó vừa nhìn mình hay sao á. Cái gì vậy? Mình không biết, mình có nhầm không vậy? Mình có nghe tiếng từ sau lưng mình vậy? Hình như con búp bê đó thì phải. Nghe ghê quá à. Thôi được rồi, có lẽ là ông nội mình sống ở đây lâu nên mà ông nội mình biết cái gì đang diễn ra ở đây. Để mình đến vô coi. Ông nội ơi, ông nội, con hot đó cho ông nội nè. Đây, đây là hot đó cho ông nội nha. Bây giờ thì cháu muốn ngồi đây xin nghe ông kể cái làng này á. Ông đã từng nghe về cái bí mật kinh hoàng nào về con búp bê chưa hả ông nội? Con rất là tò mò, tại vì hồi nãy á, con qua cái điện để phong ấn tà ma thì có ông cha xứ đó. Một á là có thằng Jack the Killer, hai á là có thằng Jason, và kẻ thứ ba chính là một con búp bê. Tại sao một con búp bê đó lại được phong ấn vậy ông nội? Nó làm hại người à? Cháu rất là tò mò về cái vấn đề này. Ông nội không biết là từ nhỏ ông có gặp nó không? Xin ông hãy kể lại cháu nghe đi. Cháu thật sự rất là muốn nóng lòng được nghe ông kể đây. Chà, cháu đã thấy cái điện giải trừ tà ma rồi đó hả? Thì ta xin nói luôn là tộc Enderman của chúng ta là có truyền thống là không sợ bất cứ một hình thức ma quỷ nào cả. Thì chúng ta đã bắt nhốt rất là nhiều loại tà ma và ta đã phong ấn nó ở một chỗ. Thì có rất là nhiều thầy tu cha xứ đã phong ấn rồi. Thì chỗ này là có khoảng 3 con kinh khủng nhất. Thì cháu nói về Annabelle đúng không? Được rồi, thì để ông kể cho con Annabelle này nó rất là phải nói sao ta? Được rồi, thì đây là câu chuyện lúc ông còn nhỏ. Ông xin kể đây. Đây là một câu chuyện lúc ông còn nhỏ, khoảng 9-10 tuổi. Lúc này ông đang ở trong một ngôi làng tuyết do bố của ông cai quản nơi này. Lúc này thì bố của ông đang tranh cử tổng thống cho cái vùng đất này, nên ta đang vui chơi ở vùng đất tuyết. Một nơi rất là không lạnh cũng không ấm. Nơi này hay quá. Mình đang ở cái nơi này để tôi lúc chờ bố mình làm tranh cử tổng thống. Tuyết rơi nè, mình rất là thích tuyết. Yeah, hello bò, hello. Ủa, con bò này có thể chịu được mùa lạnh à? Hay nhỉ. Ủa, đây là cái giếng à? Ồ, đây là cái giếng để mà múc nước lên uống nè. Nhìn nó nước này rất là sạch nha. Bây giờ làm sao nhỉ? Nhưng mà mình sợ là tuyết rơi như vậy thì nước bị đóng băng thì sao? Mình hy vọng là nước sẽ không bị đóng băng để mọi người có thể dùng nước thoải mái. À đúng rồi, chắc mới nhớ hôm nay là ngày sinh nhật của em gái mình mà. Mọi người đi chơi hết trơn rồi, chẳng ai bán đồ gì để tặng quà cả. Thôi kệ cũng được rồi. Hồi sáng là mình có thử xem sách nấu ăn, mình làm một cái bánh kem đang nung trong một cái lò để chuẩn bị tặng em gái mình. Hy vọng là giờ nó sắp chín rồi. Thôi mình về nhà đón chờ em gái mình thôi. Em gái ơi, anh về rồi đây em gái nè. Hello Mina Natsumi, em đang làm gì vậy? Đây là con búp bê hả? Cái gì đây em? Gì đây? Hi hi, anh hai ơi, bố mới vừa mua cho em một con búp bê nè, dễ thương không? Con búp bê này bố mua ở một hội chợ đồ cũ, nó tên là Annabelle. Búp bê còn mới thế này không biết sao chủ cũ của nó lại bỏ nữa, thật là tàn nhẫn. Đúng rồi, búp bê đẹp thế cơ mà tự nhiên có người lại bỏ đi bán ở hội chợ. Thôi thì còn mới lắm, em cứ chơi đi ha. Rồi em có nói gì nữa không? Quà của anh à, hình như trong cái rương kia kìa. Sinh nhật em gái mình cũng có quà luôn. Hay ta, phải cái rương này không? Ủa, sao mở không được? À, cái này phải cái rương mình quên. Đây hộp quà của em gái mình mà. Đây rồi, để coi. Hy vọng là sẽ ra một bộ máy chơi game. He. Hả? Có gì đây? Đây là... Ủa trời ơi, tên lửa hả? Mình lớn rồi mà cứ bắt mình chơi mấy đồ chơi con nít hoài, tên lửa gì chứ. Mình đang cần một bộ máy chơi game xịn để chơi game nè. Chơi Minecraft, Roblox, các thứ. Chơi Molly. Nhưng mà tặng con tên lửa. Ôi thôi được rồi, để đây đi, mình cũng không cần con đồ chơi đâu. Em có nói gì nữa không Mina Natsumi? Thôi em có hẹn đi chơi với bạn em rồi, anh mang búp bê lên phòng với em nhé. Ok, em đi rồi anh sẽ mang lên cho em ha. Em đi chơi vậy nha em, bye bye em. Trời ơi em gái mình sướng thế, tặng con búp bê đẹp thế này cơ mà. Mình là con gái mình cũng chữ bi này, hí hí. Bây giờ là mình sẽ... Ủa, em gái mình nó nói mình đi đâu quên rồi. À, mình sẽ đem cái này lên phòng cứ nói vào. Ok, lên thì lên. Búp bê. Phòng em gái mình ở đâu ta? Hình như trên lầu thì phải. Lên lầu thôi. À, phòng mình nè. Lên lầu thôi. Thì phòng mình cách phòng em gái mình một tầng. Em gái mình ở tầng trên đây. Phòng em gái mình để bên đây nè. Đấy, để đây nè. À, búp bê đẹp thiệt chứ. Trời ơi. Rồi. À, quên mất, mình có nấu cái món bánh kem sinh nhật dành tặng cho em gái mình á. Không biết là chính người ta rồi. Không phải cái này. À đây nè. Đây rồi, đây là birthday cake, có nghĩa là bánh mừng sinh nhật. Đấy rồi, mình sẽ để đây. Đó, đẹp, đẹp không? Em gái mình hiện đang 5 tuổi không? 5 cái nến luôn, một cái bánh rất là đẹp nè. Thức cả đêm để làm cái món này. Hy vọng em gái mình sẽ thích. Thôi rồi, mà nghe tiếng em gái mình về, hình như là nó đi chơi cấu trúc nó về rồi. Ok, để mình xem. Em gái ơi, anh có này cho em nè, em gái. Ủa, em đâu rồi? Hình như ở tầng dưới, mình nghe tiếng em ở tầng dưới nè. Đâu rồi? Em ơi. Em à, đâu rồi? Em này phải không? Ủa? Em làm gì trong đây vậy Mina? Ô, tại sao lại có con thỏ ở đây? Ô, dễ thương thế. Tại sao lại có con thỏ? Gì đây? Hi hi, bạn em vừa mới tặng con thỏ nè. Em không biết nuôi nó như thế nào nữa. Con thỏ này hả? Anh nghĩ là con thỏ này nên cho nó ăn cà rốt, các thứ đi em. Thôi đi rồi, giờ để con thỏ sau đi. Lát nữa cho nó ăn, bây giờ em hãy đi theo anh. Anh có món quà bất ngờ cho em nè. Ủa, hay quá anh có mua quà gì cho em vậy? Ừ, lên đây thì biết, lên đây, đi. Ok, đi nào em ơi, đi. Rồi, này. Đi từ từ nha, anh có món quà bất ngờ cho em nè, đi nè, đi. Đâu rồi, đi nè. Nghĩ là được không? Đi. Đây rồi, đây là không có em nào. Giờ em đối em á là anh tặng em không món gì. Món gì hả? Sao em biết được? Dán quá thì thôi đi vô luôn nè. Đây, vô đây nè, vô đây. Ta-da. Đây là xin thiệu em, đây chính là món quà sinh nhật em. Đây chính là món bánh kem sinh nhật. Ủa cái bánh kem đâu rồi? Mình nhớ là mình có để cái bánh kem ở đây mà. Kỳ lạ nhỉ. Ủa anh, làm gì có bánh kem ở đây? Anh lừa em hả? Đâu có đâu, anh có lừa đâu. Kỳ dạ, tự nhiên mất cái bánh kem rồi. Kỳ cục ta. Thôi được rồi, bây giờ mình xuống cho chỗ thỏ ăn đi. Để có gì tối nay anh tặng bù cho em ha. Đi xuống đây cho thỏ ăn nào. Đây, được rồi. Là em thích món này chơi được phải không? Nhìn hay vậy. Để coi. Bây giờ chắc là thỏ này chắc là ăn món cà rốt đó. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi xuống đi, kiếm cái món cà rốt cho nó ăn. Đâu rồi, đi xuống xem nào. Cà rốt đâu rồi? Cà rốt đâu? Thỏ sẽ ăn cà rốt mà đúng không? Không biết tối rồi. Tối nhanh quá vậy. Để coi có ai bán. Đây nè, con bán cà rốt nè. Cô ơi, cô bán con vài củ cà rốt đi, để coi giá nhiêu đây. Anh mua cà rốt không? 2 đô nè, được 5 cà rốt. Ok, mua nào. Đây được rồi, được 5 cà rốt rồi nè em. Bây giờ chúng ta sẽ cho thỏ ăn ha. Đây rồi, thỏ ơi ăn nè. Đâu rồi, đi đường này đúng không? Đây rồi, bây giờ là mình sẽ cho con thỏ của mình ăn. Yeah. Ok, em rồi đây nè. Ok nha, giờ chúng ta trong con thỏ bất ngờ nha. Cô đếm nào, 1 2 3. Con thỏ chết rồi. Tại sao lại có máu? Ghê quá em ơi. Em có sao không? Trời ơi, chết rồi, em gái mình xỉu rồi. Tại sao vậy? Rồi chết rồi, nó thấy con thỏ chết xong rồi nó sợ, nó xỉu rồi. Ủa không, tại sao con thỏ lại chết? Cái gì vậy? Mình nhớ mình đặt nó ở đây mà tại sao nó lại ở đây? Cái gì vậy? Mày là ai? Mày nói đi, mày giết thỏ đúng không? Mày biết vậy là tốt đấy. Cảm ơn vì đã cho tao ăn bánh kem và thịt thỏ nhé. Thằng này, mình không nên sợ. Nó chỉ là một con búp bê rồi. Mày dám giỡn mặt với tao à? Được rồi, được lắm. Tao đã cho mày chầu diêm vương. Được rồi, dám làm em gái tao sợ. Rồi, em cứ nằm đây nha. Tao sẽ cho mày biết tay con búp bê đáng ghét này. Rồi, tao sẽ quăng mày xuống giếng này. Mãi mãi mày sẽ không trèo lên được đâu. Tại vì cái giếng này không có chỗ nào để lên cả. Ui, bà cô hết hồn, ok. Cô không có gì đâu, cô con vứt đồ chơi thôi. Sao hả? Mày ở dưới đó mày có vui không? Mày dám dạy em gái tao sợ à? Mày được lắm. Mày dám quăng xuống giếng này rồi. Được rồi, mày hãy qua xin lưng lại đi. Trời ơi, sợ quá. Đưa tao. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ôi, cô bán cà rốt, tại sao cô lại chết rồi? Ôi, tại sao nó lên đây được? Ôi, cái gì vậy? Tại sao nó lên đây được? Nhanh lên, ở dưới thì sao? Ủa? Tại sao nó lại lên nhanh vậy? Mày, thật sự, mày là ai? Mày đi đến gì? Chúng ta không làm gì mày sai cả. Mày là ai? Tao là ai hả? Mày không cần biết đâu. Mày gan lắm mới quăng tao xuống đây. Mày có tin á là tao giết em gái của mày không? Ai cho mày giết em gái tao? Được rồi, mày không được giết tao, tao sẽ bắt mày. Mày đâu rồi? Ê, tao sẽ bắt mày. Giờ mình phải làm gì bây giờ? Mình phải làm gì bây giờ? Được rồi, mình sẽ... Chết rồi, mình phải làm gì bây giờ? À, mình biết rồi. Ở đây có lửa nè, mình sẽ đốt lửa nó. Đúng rồi nè đền phong ấn tà ma, đúng rồi. Ông Enderman ơi, con có chuyện ngon kể ra ông này nè. Đây chính là con quỷ nè. Hả? Cháu nói vậy là sao? Con quỷ gì cơ? Đây chính là con búp bê, nó đã giết rất là nhiều người rồi. Ông xin lại đi. Ui, đúng rồi, cái con ma này ta cảm nhận được một luồng khí cực kỳ to lớn từ nó. Được rồi, nhìn lên, cháu mau chóng đặt nó vào lửa như lên trước khi nó giết chúng ta mất. Được rồi, lại. Mày hả mày? À, chết nè. Được rồi, bây giờ sao nó hư cơ chứ? Cháu sứ ơi, có khi nào cháy xuống cháy có sao vậy? Tại sao con quái vật này mày dám? Ta đã bảo rồi mà. Bố, đúng rồi, bố ơi, kệ đi bố ơi, coi chừng á. Bố vừa hãy sự thật rồi con. Nhìn lên, con hãy mau chóng vứt nó vào cái đồng như lên. Chúng ta phải mau phong ấn trước khi nó giết hết mọi người ở đây. Được rồi, nhìn lên là lá bùi. Cảm ơn bố nha. Được rồi, mày dám? Ha, mày không thể giết người nên ta cầm mày đây rồi. Phong ấn nó nào. Hướng. Không, thả ta ra. Ủa, hết chưa? Vậy là hết rồi. Ô, nó hết cái động rồi bố ơi. Ok, vậy là chúng ta thành công chưa bố? Được rồi, thành công rồi. Tốt là con trai. Rồi rồi, chúng ta về nhanh lên. Chúng ta sẽ mau báo lại cha xứ. Bây giờ nhanh chóng đưa cha xứ đi chữa trị kịp thời đi. Nói là cha xứ chưa chết đâu. Ô, vậy là cha xứ chết à? Hay quá. Ok, đi nào chứ bố. Và đấy là ta đã thành công đánh bại được con quỷ Annabelle đó. Wow, hình như đây là lần đầu tiên ông nội đánh bại một con quỷ nha. Hay quá nha. Ô, vậy là đó chính là lý do con Annabelle được kêu vào lòng à. Ô, một cái chuyện khá là hay về con Annabelle. Wow, nó mà sống ra, nó mà có thiệt á, chắc chúng ta chết nước ông nội ơi. Cũng may là nó đã được phong ấn ra không nội ha. Đúng rồi. Wow, một cái chuyện rất là hay. Ok, được rồi. Nếu mà thấy cái series này của mình, một like, một share để mình có động lực tiếp nha. Thì các bạn hãy comment phía dưới mình nên làm gì ở tập sau. Ông nội mình sẽ kể chuyện tập đó. Ok nha. Bye bye mọi người. Bye bye.